cây đấy nó cây này nó không có quả, có mỗi quả đấy thôi. Quả như thế nào là tỉa? Quả mà rốn nó to hoặc là nó không theo ý mình, nó lên cánh 7 cánh 8, nó lên trên bên trên. Trên quá là mình tỉa đi đúng Ừ, đây là những cái không? này là trên quá mình tỉa đi mà. Thế còn lại những cái quả đấy, ví dụ như mai kia mã nó lên núi nó đẹp, thường thường mà lấy 7 8 cái thằng thiên hoàng này là mai kia núi nó đẹp. Vâng. Thế còn lấy lên cao là núi nó kém, nó có núi nhưng mà trên cây này này lấy quá thì chưa được. Còn đây này ví dụ như lấy đẹp là phải tầm này, Tầm lá thứ mấy phải à? tầm lá thứ 7 8 này, Vâng. 8 9, 7 8 9, nói chung là ba cái tầm đấy là lấy đẹp nhất. Còn nó trượt thì bắt buộc phải lấy bên trên này, chứ còn lại là bên trên này là lấy không đẹp. 5 6 7 8. Cái quả nhỏ kia là tiền đấy à? Còn này tỉa này. Đấy. Đấy, tỉa này. Còn này tỉa này. Hết, đấy, tỉa hết lên trên ngọn. Vâng. Đấy. Tỉa hết lên trên. Chỉ để 7 8 thôi, để 8 đè nó có đúng thì